Fantasia Origin Idol RPG là tựa game nhập vai nhàn rỗi với đồ họa được thiết kế theo cách anime, tạo nên một trò chơi vô cùng giải trí và thú vị. Đồ họa và tạo hình của các nhân vật trong game được thiết kế theo cách 2D anime chibi, khiến cho các nhân vật trở nên nhỏ nhắn và đáng yêu vô cùng. Sẽ có hơn 100 nhân vật khác nhau để bạn chiêu mộ thông qua tính năng triệu hồi. Mỗi nhân vật đều có những đặc điểm riêng biệt và sức mạnh khác nhau, tạo nên sự đa dạng và hấp dẫn cho người chơi. Tham gia vào game, người chơi sẽ được hóa thân thành một vị anh hùng có khả năng chiêu mộ các anh hùng khác để đánh bại lũ quỷ dữ. Tại đây bạn sẽ được ra trận với đội hình tối đa 8 nhân vật, bao gồm cả thú cưng và nhân vật chính. Để có thể chiêu mộ các nhân vật, người chơi cần phải tích lũy đủ số lượng tiền và đá triệu hồi thông qua việc hoàn thành nhiệm vụ và tham gia vào các hoạt động trong game. Bên cạnh đó, giữa các nhân vật cũng sẽ có những liên kết nhất định, yêu cầu người chơi phải tập hợp một đội hình gồm có đủ 8 liên kết thì mới có thể phát huy tối đa sức mạnh của các nhân vật. Từ đó người chơi sẽ phải cân nhắc để tạo ra những đội hình hợp lý để giành chiến thắng. Một trong những tính năng nổi bật của trò chơi chính là hệ thống chiến đấu tự động. Người chơi có thể thiết lập các nhân vật và thú cưng để tự động chiến đấu, giúp tiết kiệm thời gian và tăng hiệu quả trong việc thu thập tài nguyên và kinh nghiệm. Với hơn 100 khu vực khác nhau, người chơi sẽ được khám phá và chiến đấu trong các thế giới khác nhau trong Fantasia Origin Idol RPG. Ngoài ra, hệ thống nhiệm vụ cũng rất đa dạng và phong phú, từ việc chiến đấu với quái vật cho đến hoàn thành các nhiệm vụ đặc biệt để nhận thưởng giá trị. Người chơi có thể tham gia vào các trận đấu PB với người chơi khác để thử sức và cạnh tranh với nhau. Ngoài ra, hệ thống guild cũng là một tính năng hấp dẫn trong Fantasia Origin, cho phép người chơi kết nối và giao lưu với nhau, cùng tham gia vào các hoạt động và đánh boss cùng nhau. Nhìn chung với đồ họa đẹp mắt và game này đơn giản nhưng không kém phần thú vị, Fantasia Origin Idol RPG đã thu hút được rất nhiều người chơi từ khi ra mắt. Từ game này mang đến cho người chơi những trải nghiệm nhập vai đầy mới mẻ và hấp dẫn.